Vâng, xin kính chào tất cả các bác quay trở lại kênh của Chuzu Audio. Tiếp tục video ngày hôm nay. Đây là những video cuối năm các bác nhé. Em tiếp tục về được thêm một cặp súp. Súp này là súp kép các bác nhé, súp kép. Nhưng mà súp kép bát 30 các bác nhé. Súp này nó là súp hầm các bác nhé, súp hầm. Đấy, súp thì vẫn có căng mặt, súp mặt nhưng mà nó đánh hầm các bác nhé. Bên trong nó là hai quả bát 30 các bác nhé, hai quả bát 30. Và sau đây là để các bác được chiêm nghiệm cái nội thất bên trong của nó. Nào cái tháo ra, tháo này. Quả này thì bao cho các bác là ăn đứt một cặp một chiếc súp đơn 50 các bác nhé. Vì con này nó là súp kép, đánh thùng của nó là thùng cộng hưởng, đánh tiếng của nó rất là uy lực và tiếng rất là đầm luôn các bác nhé. Đây là em đang tháo nội thất của nó đây. Thùng vách của nó thì cũng nhỏ, rất là nhỏ gọn xinh xắn. Đây, đây em đang để một chiếc bầy trên mặt đây các bác nhé. Đây là cái này là do bắn nước mà. Súp của nó đây là tem, là tem DK, DK. Cái này là do tem bên kia nó bị mất tem, bọn em gắn tem vào thôi các bác nhé. Gắn cái tem DK vào cho nó đẹp thôi. Bên kia vận chuyển về là nó bị mất cái tem. Hàng súp bãi xịn các bác nhá. Thùng gỗ các bác nhá. Các bác nhìn này, thùng gỗ này. Đây các bác nhìn mạch của nó này. Đó, bên mạch bên trong của nó dày điểm. Hai quả bát bông bông tiêu âm này. Rất là đẹp luôn, toàn bộ là thùng gỗ các bác nhá. Hai quả bát 30. Các bác những dòng súp mà nó cộng hưởng bát như này thì rất là uy lực các bác nhá. Rất là uy lực luôn ạ. Bao cho các bác đánh phòng 40 mét vuông thì các bác không phải suy nghĩ gì luôn. Đấy. Các bác mà chơi phòng nhỏ thì những cái quả này thì đây. Những cái phòng nhỏ này nó tiếng của nó quá ok luôn. Và đặc biệt khi các bác chơi dòng súp kép bát 30 này thì các bác không cần có để công suất quá lớn các bác. Đấy. Ví dụ như các bác mà đánh đơn 40 hoặc đơn 50, quân 100 thì các bác phải cần những con đẩy tầm 800W trở lên các bác mới chơi được. Nhưng khi các bác chơi ở những con đẩy súp kép bát 30 này thì các bác chỉ cần con đẩy tầm 500-600W là các bác đã chơi ok rồi các bác nhé. Bởi vì con này quả súp này nó đánh ở chế độ 4 ôm. Hai quả bát nó đánh ở chế độ 4 ôm. Đấy, thì các bác chỉ cần đánh con đẩy tầm 600W trở lên là các bác đánh ok nhé. 500W thì hơi đuối một chút. Các bác đánh con đẩy tầm 600W trở lên là các bác chơi ok rồi các bác nhé. Đấy, rất là nhẹ công suất và đảm bảo là độ lực của nó sẽ hơn hẳn những quả bát súp đơn 40. Đấy. Đây này em đang để cho anh em tháo cái nắp mặt này ra. Đây, anh tháo cho. Đó. Thùng vách thì cực đẹp các bác nhé. Đây này em quay trực tiếp video đây. Con này thì bên trên nó cũng có một cái lắp lưng. Có một cái trống để các bác kê loa. Rất là đẹp. Rất là nhiều ốc để cho nó chắc đánh không có độ rung. Đấy, rồi, ok. Đấy, cái này là có mút để chống tí hơi. Nhìn nó phải hơi kéo. Đấy. Rồi, các bác nhìn này. Đây là cả một miệng này. Toàn bộ nó có mút để nó có cái rong. Anh em gọi là cái rong cao su đây. Để chống tí hơi qua những cái điểm này. Đây các bác nhá. Hai quả này. Bát gân này là màng chống nước các bác nhá, màng là màng chống nước các bác nhá. Và em bao zin toàn tập các bác nhé, màng chống nước. Đấy, gân vải tẩm dầu. Rồi, Ngọc tháo cho anh một quả bát đây. Vẫn ghi quả đấy không được không? Quả đấy không được không? Đó. Nó có một cái hộp để không biết đâu. Đúng rồi. To hơn rồi. Em sẽ tháo cho các bác xem một quả bát này. Con này thì em nghĩ sẽ là côn 76 rồi các bác. Em nghĩ sẽ là côn 76 rồi, bởi vì nó là súp kép. Đấy, nó là súp kép bát 30 cho nên em nghĩ nó là côn 76 rồi. Bao chất cho các bác nhá. Dòng này em đã thử tiếng rồi, bao chất bao lực mà tiếng rất là mạnh luôn. Đặc biệt tiếng súp của nó rất là mềm, rất là sâu. Súp kép nó đánh cộng hưởng thì các bác phải biết rồi. Bát 30 các bác nhá. Hiện tại thì em chỉ có một cặp thôi các bác nhá, có một cặp duy nhất thôi. Đây, em đang quay trực tiếp, tháo trực tiếp luôn cho các bác nhá. Và hàng vừa cầm bến dòng này em phải tháo trực tiếp luôn cho các bác. Em cũng chưa biết chính xác là côn bao nhiêu, từ bao nhiêu. Đấy, bây giờ chính xác là em đã bắt đầu tháo cho các bác để cả tất cả các bác cùng em đều rất là chắc các bác. Đây nó gắn bằng zin dây cao su. Bên dưới là nó có rong nó mút. Chưa được tháo bao giờ, rất chắc. Nó có rong nó mút. Lấy một cái gì đóng. Chưa bao giờ tháo ra nó rất chắc. Yeah.
Đây cầm này để anh thử. Cầm. Đây các bác nhá. Cầm bát này là chưa từng tháo anh em ơi. Rất là chắc. Nó bám chỉ là cái giòn thôi nhưng bám cực kỳ chắc. Rồi, các bác ạ. Gôn 76 từ 190. Rất là đẹp luôn. Đây các bác nhá. Đây. Đây các bác nhá, từ 190 côn 76 các bác nhá. Đấy, em nghĩ là nó chuẩn như thế rồi bởi vì là côn cái này là súc kép các bác nhá. Đấy. Côn zin 100% các bác nhá. Đây là lớp keo tràn các bác nhá. Keo họ đổ tràn ra để cho nó chắc bởi vì súp mà. Đây bên trong là bông thủy tinh này, bông tiêu âm này. Đấy, rất là chắc chắn luôn. Con này là màng chống nước các bác nhá. Màng chống nước luôn. Đấy. Không phải tháo đâu. Màng chống nước các bác nhá. Rất là đẹp. Đấy, em tháo một quả thôi vì tất cả các quả bát này là giống nhau hết các bác nhá. Bát này là giống nhau hết. Đây. Xương của nó xương gang này, chất. Gang đúc này, từ này, từ trắng muốt bên dưới này, kết hợp với quả từ đen. Đấy. Ba cái lớp từ rất là chắc chắn dày dặn các bác nhá. Xương rất gấu, rất là gấu, đám xương rất là chắc luôn, đám chấu nặng. Đấy. Rất là đẹp. Cái bát này còn nặng thật. Rồi. Rồi ok. Để. Bây giờ. Bát này là bát. Như ngày xưa người ta tính bát bằng cân đấy. Rồi ok các bác nhá. Nội thất ruột gan sẽ là rất là ok rồi. Đây để em cái xưa tôi em người ta tính bằng cân. Đó. Ngọc giữ đấy để anh giữ cái này lên để cho các bác xem đây. Đó. Rồi, đặt xuống không rơi đâu. Chắc. Đây các bác nhá, thùng vách của nó đây các bác nhá. Trên này cọc chống loa đây. Và đây là cái thông số của nó đây. Rồi, các bác nhá. Em đang quay đây. Rồi. Đấy. Rất là chi tiết. Con này là 1200W max các bác nhá. Max của nó lên đến 1200W các bác nhá. Đấy. 1200W max luôn. Đấy các bác này. Rất là gấu luôn. Đấy. Rồi, ok. Con này thì bao cho các bác quật phòng 40m2 thì dung nhà. Em chỉ có một cặp thôi các bác nhá. Giá em bán ra là 5 triệu. Chưa bao gồm phí vận chuyển các bác nhá. 5 triệu một quả các bác nhá. 5 triệu một quả chưa bao gồm phí vận chuyển. Đấy, bác nào ở gần thì tiện xe thì gửi xe thì cũng hết nhẹ cước thôi. Còn con này mà gửi cốt thì cũng hết là khá là nhiều tiền. Ít nhất phải 300.000 một quả này. Tiền cốt vào từ đây cốt toàn quốc. Đấy, thế còn nếu mà các bác mà tiện xe thì quanh khu vực miền Bắc này hết khoảng 100.000. Miền Trung thì hết khoảng 200.000. Đó. Đó, còn miền Nam thì nói thật với các bác là gửi xe hay gửi cốt thì nó không phải lên đến 300 đến 350 một quả này. Đấy. Bác nào mà kết thiện chí thì các bác cứ cọc cho em 600.000 là em gửi hàng. Còn đối với các bác ở miền Bắc thì chỉ cần cọc 200.000 là em sẽ gửi hàng cho các bác nhé. Rồi ok. Đó, riêng loa và súp thì các bác không cọc thì bọn em sẽ không gửi hàng. Đó. Còn các bác nào mà cảm thấy sợ mất cọc thì các bác có thể bỏ qua video này cho em nhé. Rồi, các bác đi qua nhớ cho em xin nút like các bác nhá. Rồi, video em cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn tất cả các bác quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau.